Hello, xin chào anh em và mình sẽ cho anh em xem một số cái tiêu đề video như này nhá. Ở đây thì chắc là anh em cũng thấy rất là nhiều rồi, những cái video trên YouTube hay là trên Netflix hay là những cái trang phim ấy thì nó có ghi, ví dụ như ở đây nó ghi là 4K HDR, hay là cái video bên này thì nó cũng có ghi là HDR. Đây. Ở đây cũng là HDR. Và những cái video mà thuộc dạng là video kiểu nó làm đẹp, nó làm gọi là video siêu đẹp, những cái video mà những cái hiệu ứng nó ảo lòi luôn đấy, nó hình ảnh nó đẹp ấy, thì tại sao nó lại đều có cái chữ HDR ở đây? Ví dụ như cái con này là Avatar đây, HDR này, đây cái này là Batman này cũng có HDR này, âm thanh Dolby Audio này, cái này cũng là 4K HDR này. Thì cái HDR ấy thì có nó video HDR ấy thì nó có nghĩa là High Dynamic Range, tức là đấy là một cái chuẩn video nó cho chúng ta một cái giải tương phản cao nhất hiện nay, cái chuẩn video cao nhất hiện nay. Đây, cao nhất hiện nay anh em có thể thấy là như cái video của thằng LG đây, nó sẽ là 4K với cái chất lượng hình ảnh là HDR, chất lượng âm thanh là Dolby Audio. Thì cái HDR này nó sẽ cho cái giải tương phản cao nhất trong các cái video, và nó là cái chuẩn hiện tại là cái chuẩn đẹp nhất khi mà chúng ta xem video và chúng ta xem phim. Thì ở trên Netflix hay những cái trang phim ấy thì cũng có rất nhiều các cái phim điện ảnh thì nó đã có cái chuẩn là hình ảnh HDR và âm thanh là Dolby Audio rồi. Thì đấy là hai cái chuẩn âm thanh và hình ảnh mà phải nói là ngon nhất hiện nay dành cho các anh em mà tín đồ của xem phim. Thì để mà xem là cái video HDR này ấy anh em search trên YouTube hay là trên các trang phim thì nó có rất nhiều, nhưng để mà xem được thì không phải là cái máy chiếu nào hay là cái màn hình nào nó cũng xem được, nó phải có một cái điều kiện của nó để cho chúng ta xem. Ví dụ như ở đây mình sẽ mở cho anh em xem cái video này, mình phải tắt tiếng đi không không là dính bản quyền. Anh em chờ chút nhé, mình tắt tiếng đi đã. Rồi, ok. Đây, đây là một cái video hình ảnh anh em có thể thấy không, nó rất là đẹp và sặc sỡ đúng không ạ? Và mình sẽ cho anh em xem cái thông tin của cái video này. Ở đây anh em vào cài đặt thì anh em sẽ thấy ở đây nó đang ghi này, đấy chất lượng này 2160p HDR này, 1440 HDR này. Đấy, khi mà các cái video mà xem là nó hiển thị lên cái thông số này, tức là anh em đang xem ở chế độ HDR, và khi anh em xem ở chế độ này thì hình ảnh nó sẽ khác biệt rất là nhiều so với anh em xem ở chế độ thường. Cái màu sắc nó sẽ lên tươi hơn rất là nhiều, và các cái giải tương phản nó cũng rất là lớn, cái chi tiết nó lên và cái độ nổi khối, cái tương phản nó lên cũng khác so với video thường ấy, nó sẽ khác khác biệt rất là nhiều luôn. Nhiều khi là mình xem cái HDR này nhiều ấy, mình còn bị kiểu mỏi mắt ấy, do là cái chất lượng, cái sự khác biệt ấy nó lớn quá, cái hình ảnh nó sặc sỡ quá so với lại những cái video thông thường. Và để mà xem được như này thì đầu tiên là chúng ta phải có một cái nguồn phát mà nó có thể phát được HDR. Ở đây thì mình đang dùng một cái con là con TV box của mình, con Mikun K12. Đây cái con Mikun K12 của mình ở dưới đây. Đây. Đây thì cái con Mikun K12 này, thì cái con TV box này thì là nó có thể là nó có phát HDR anh em nhé. Đấy, con này, cái con này thì nó có phát HDR. Thì ngoài ra chúng ta cũng có thể dùng một số cái con box khác như là kiểu là con Onbox. Con Onbox nó cũng có HDR. Thì chúng ta sẽ không cần phải có một cái nguồn phát HDR. Thì nó sẽ đầu tiên là cái đấy, thứ hai là chúng ta cần phải có một cái máy chiếu. Đây, ở đây mình đang dùng là con BenQ. Để mình bật cái đèn lên xem nó dễ. Đây, ở đây là mình đang dùng một con BenQ 4K của HT, à không, con này là TK800M. Con BenQ 4K TK800 này, thì con này thì là nó có hỗ trợ HDR. Này, anh em có thể xem, à mình nhầm chứ. Con này mới là con TK800. Đây, con trên này là con TK800. Còn con này là con HT252550. Thì thực ra hai cái con này, con TK800 và con 2550 này thì nó cũng xem nhau, nó cũng đều là dòng xem phim cinema. Có con điều là con TK800 này dành cho những anh em thích 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 sáng, tức là con này là độ sáng là 3000 ANSI, con này 2000 ANSI thôi. Đấy, thì tiện đây thì mình cũng bán luôn hai con này. Đấy, giá đây anh em nhá, anh em nào quan tâm thì có thể là liên hệ. Hai con này đều là 4K, đều là độ phân giải 4K 4K HDR. Thì để mà check được thì anh em có thể vào phần menu. Thì những cái máy mà nó có hỗ trợ HDR thì trong cái phần menu của nó ấy, thì nó sẽ có một cái mục riêng là mục HDR. Đây, đây con này nó là mục HDR đây. Anh em ấn vào thì nó sẽ có là HDR là chế độ High Dynamic Range, là chế độ mình vừa nói.
cho chất lượng hình ảnh cao nhất. SDR là bình thường, auto là tự động. Đây là mình đang chọn là chế độ HDR. Ngoài ra thì nó sẽ có một vài cái chuẩn nữa, nhưng mà anh em chỉ cần quan tâm đến như vậy thôi là đã bật được chế độ HDR của máy chiếu rồi. Đấy, thì tóm lại là chúng ta cần phải có một cái nguồn phát. Đây là Android Box Mikun, nó có thể phát được video 4K chất lượng HDR có Dolby Audio. Tiếp theo là cần phải có một cái con máy chiếu hoặc là cái màn hình TV hoặc là cái màn hình hiển thị. Ở đây là máy chiếu, một con máy chiếu có hỗ trợ HDR. Anh em nhé, đầu vào phải có HDR, đầu ra cũng hỗ trợ HDR. Đấy, thì ngoài ra còn có một cái mà quan trọng không kém nữa là một sợi cáp HDMI. Thì thường những cái con box xịn như này thì nó sẽ đi kèm với một sợi cáp HDMI 2.0 hoặc 2.2. Thì cái cáp HDMI này thì nó mới có thể phát chất lượng video lên được 4K HDR. Còn nếu cáp loại đều, loại thường thì nó cũng không thể lên được anh em ạ. Đấy là ba cái chúng ta setup để có thể xem được video HDR. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải có một cái video HDR. Ở đây mình đang lấy trên YouTube. Trên YouTube thì cũng có rất nhiều các cái video HDR. Ngoài ra thì anh em có thể là lên trên Netflix. Thì xem phim ở trên Netflix thì nó cũng có rất là nhiều các cái phim nó hỗ trợ cho anh em là cái chuẩn là 4K HDR. Đấy, thì anh em có thể xem được cái chất lượng cao nhất. Còn nếu anh em mà không xem trên Netflix thì chúng ta có thể là xem trên trên laptop này, hoặc là trên những cái bộ phát chuyên dụng. Đấy, cái bộ phát chuyên dụng thì nó cũng sẽ có hỗ trợ cho anh em xem cái video 4K HDR. Đây anh em thấy nhá. Đấy, ví dụ những cái phim này. Đây mình Ultra 4K đây. Đấy, Ultra HD 4K. Đấy, thì nó sẽ hỗ trợ cái đấy. Còn một số phim có HDR thì nó sẽ ghi thêm cái chữ là Ultra 4K HDR vào, thì xem chất lượng nó sẽ cao nhất. Ok anh em, thì mình sẽ chiếu thử cho anh em một cái đoạn video HDR để anh em xem nhé. Ở đây, ok. Thì cái chất lượng của cái thằng HDR này thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với lại video thường. Nó sẽ cho cả một cái độ tương phản và một màu sắc nó khác biệt hẳn luôn. Cái độ nổi khối và cái chiều sâu của nó cũng cao hơn so với video thường. Thì thực sự thì lúc đầu khi mà mình bắt đầu xem những cái video kiểu HDR dạng này ấy, thì mắt mình lúc đầu nó cũng chưa được quen lắm, tại vì là cái màu sắc nó sặc sỡ hơn so với bình thường rất là nhiều. Đấy. Đây là một chút chia sẻ với anh em về các cái video HDR, là những cái định dạng video mà nó gọi là cao cấp nhất hiện nay. Cao cấp nhất hiện nay thì sẽ có là 4K HDR. Thực ra thì nó có lên đến 8K rồi, nhưng mà 8K thì tất nhiên 8K xem rất nét, nhưng mà hiện tại thì máy chiếu và TV thì nó mới tối đa được 4K thôi. Đấy, mới tối đa được là 4K thôi. Cái thiết bị phát ấy người ta chưa làm được lên 8K. Và xem 4K HDR thì nó cũng khá là ngon rồi. Và thông thường thì một số cái con máy chiếu Full HD cao cấp thì mới có làm HDR, còn không thì phải 4K. Các cái máy chiếu 4K thì người ta mới làm HDR cho chúng ta. Ok. Ok anh em nhé. Và cuối video thì mình cũng thông báo với anh em là mình có hai con 4K của Benquy. Chất lượng hình ảnh rất là đẹp và rất là ngon. Con này là HT2550. HT2550 là cái dòng mà Home Cinema ấy. Cái dòng rất là cao cấp của thằng Benquy. Thì con này thì Notebook thì mình bán giá như này, 21.990. Ở trên đây là con TK800. Thì con TK800 này thì ngoại hình nó trắng nõn nà hơn con kia một chút. Độ sáng của con TK800 này thì là 3000 ANSI lumen, cao hơn so với lại cái con HT ở dưới này. Thì nó sáng hơn. Thì anh em thích xem trong phòng mà thích xem kiểu cinema tắt điện thì dùng con Benquy này là ok. Đấy, thực ra thì mình bật điện này, đấy, bật một cái đèn tip xem nó rất đẹp. Nó rất là đẹp luôn. Đấy. Còn anh em thích sáng hơn nữa thì có thể dùng con TK800 này. Con này giá notebook cũng rất là rẻ thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.